Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nhé. Em Thương vừa xịt rửa sạch sẽ xong một gốc cà te Krông 3, hay còn gọi là gỗ đỏ, lên sóng liền cho anh chị bạn xem nhé. Cục đây thì nói chung nó dao động là 3 tạ là chắc cú rồi. Đây không nhìn vần chun kinh khủng luôn, vì cái cục đây là nó ép vào đá mà. Thì cái phần bên đây là nó còn một chút sống, một cái mầm sống là bắt đầu nó ôm bên đây lên. Cục đây là nói chung là ôm cục đá đấy các bác, quá chắc lịch. Vần từ trên đồi xuống coi cùng cắt hết mấy cái đầu ra mà không xiê gì. Năm anh em đi 2 ngày được một cục rồi. Rồi cục đây có chiều cao là được 1m04, ngang đây là 95. Từ đây qua đây là 68. Chiều sâu là 55. Nói chung là đục đẽo các kiểu luôn. Chơi tự nhiên chuồn chuộn kinh lắm anh chị bạn này. Đây các bác nhìn. Nhìn cái mặt đằng sau này nó ghê đó này. Đây, toàn ép đá chuồn chuộn không. Còn từ bên đây qua đây các bác này. Từ bên đây, từ mép đây qua đây là 74. Đây là toàn ép đá. Từ đây qua đây là 60. Ép đá nó mới chun sụn cỡ này các bác này. Đấy, cục đá xanh cực to. Vần vip lắm các bác này. Vần này lên tác phẩm thôi rồi, nhức nách luôn. Chất gỗ cà te Krông 3 hay còn gọi là gỗ đỏ, bao đẹp luôn cho chị bạn nhé. Đông đặc ôm đá tự nhiên. Ôm đá tự nhiên, cục đá đây thì nó không hẳn là xanh lắm luôn. Cục đá đây nó chỉ dao động khoảng cỡ 15-20 cân thôi. Đây một cục nhỏ nữa. Nhưng mà được cái nó ép đá nó đẹp kinh khủng luôn các bạn. Dạ vâng, nếu anh chị và các bạn nào thiện chí liên hệ em Thương số điện thoại là 0338918991 nhé. Cà te Krông 3 hay còn gọi là gỗ đỏ, cực kỳ đẹp luôn. Chất vân thì nó quá đẳng cấp. Chất vân này không thể chê vào đâu được.